Cây sung này nó quá nhiều quả, nó lấy chất dinh dưỡng của cây. Tôi đang muốn nuôi những cành to lên thì vậy liên tục chúng ta phải cứ ra quả quanh năm này, cứ phải loại hết anh em. Cái hành là cắt hết bỏ quả đi để cho nó có dinh dưỡng, nó nuôi cho cái tay cành. Sau này khi tay cành nó ổn định rồi bắt đầu ta nuôi quả sau nhé. Phải cắt hết ạ. Xuống tận gốc này nha, mọc hết xuống tận đất, dày đặc hết cây, quá nhiều trái luôn, loại hết đi thì quả này nó hút rất là nhiều chất dinh dưỡng. Một số anh em thì lại cần nuôi cho sung ra quả, ở đây thì mình đang làm ngược lại đấy. Cây này là cây khai thác ngoài tự nhiên mà về không biết cái sao là rất là nhiều trái này. Cắt này một thời gian sau nó lại ra quả nhỉ, cắt liên tục quanh năm nhé, cây này nó ra quanh năm. Khả năng là cây sung liếp anh ạ. Cây này thì trồng trên chậu này được 1,5 năm rồi, nhưng mà cứ hết lứa này lại ra lứa khác, là tay cành rất là lâu lớn. Đây nha, nó mọc xuống đất 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 đấy, đất luôn này. Cái sung nó ra quả nhiều hay ít thì còn do giống quả nữa, nhưng một số anh em bảo là cắt cái cành cái thân nó đôi khi nó chột nó không ra quả. Không phải, đây cắt rất nhiều anh em nhé, cắt rất nhiều, không chỗ nào không cắt, còn cái to này cắt cả rễ này vẫn ra đầy đủ. Cây này cứ đủ chất đủ nước là nó ra rất là nhiều. Liên tục phải cắt nhà nhé. Đấy. Nó lại ra lứa mới lại phải cắt thế này. Để tôi xử lý cái này nhé, chào anh em nhé.